Xin chào tất cả các bạn đã đến kênh channel của Lâm Hiền Đức. Thì hôm nay thì Lâm Hiền Đức cũng xin lên tiếng vì cái vụ mà Facebook chia sẻ đó là trang cá nhân của chị Sandy Bích Ngọc. Thì chị này có một câu chuyện kể, đó là cái câu chuyện kể như thế này, là câu chuyện về xâm hại tình dục, đó là trong vấn đề gia đình. Như là chị ta kể qua một cái mẫu chuyện, đó là người cha xâm hại tình dục con mình và nhắn những dòng tin nhắn gọi là rất là, nói chung là chúng ta đọc cảm thấy bị sốc. Và thật sự là có nhiều ý kiến trái chiều phản ánh về sự việc của Cindy Bích Ngọc kể ra. Nhưng mà Đức, theo ý kiến của Đức thì có lẽ là một câu chuyện trong xã hội này, một câu chuyện đó xâm hại tình dục và trong gia đình, nhất là loạn luân trong gia đình, trong xã hội cũng phải có. Phần ít nhiều cũng phải có, trong xã hội mọi chuyện gì cũng phải có. Và chị Bích Ngọc chỉ đưa lên một mô phỏng theo hình dung như thế này, chị lấy câu chuyện của người khác để làm một câu chuyện cho bản thân mình. Thì thật sự là câu chuyện này là em không đồng tình với chị Ngọc, đó là khi mà chị kể ra một cái câu chuyện dẫn chứng cụ thể hay là logic, và chị kể là người cha nhắn tin cho người con gái mình khi làm cha không nghĩ là con làm cái điều đó còn sướng hơn mẹ của con nữa. Và đó là một cái câu chuyện có lẽ chị tự dựng lên theo mà cái logic của chị kể ra cho khán giả và được nhiều sự chú ý của khán giả trên toàn thế giới. Nhưng mà em cũng nói luôn, em không phải là đến clip để em công kích và để em chửi chị và để em nói những lời xúc phạm chị. Nhưng trong xã hội vẫn có tồn tại những thành phần mà cha xâm hại tình dục con vẫn có trong xã hội. Và những cái chuyện trong xã hội nó đều có như thế. Và chị copy xào nấu lại và chị dựng lên một cái màn kịch, một cái câu chuyện mà khiến cho dư luận cộng đồng phải hoang mang. Và khi em chia sẻ clip chị trên trang Facebook cộng đồng của em và có nhiều người đọc, người ta rất là sốc. Khi mà chị kể chuyện một cách logic, chị kể là không ngờ cha nhắn tin cho con, nói là có cha không ngờ là con làm điều ấy còn sướng hơn mẹ của con nữa. Và khi nào con cần nhu cầu về sinh lý, và chị nói là không bao giờ cha lấy con như vậy, không bao giờ loạn lưng, khi nào cha làm con có bầu mới gọi là loạn lưng, cha hứa không làm con có bầu. Chị dựng biện lên một câu chuyện đó là khá cụ thể theo logic. Chị tạo một cái tâm nhìn rất nhiều sự chú ý của cộng đồng. Và những sự kiện nhạy cảm, những sự kiện như đó, thế đó chị kể theo lời của chị, đó là như là bắt ba phi vậy đó. Chị dựng lên một câu chuyện đó và chị tạo lên một cái dậy sóng trong xã hội. Và trong những chuyện này chia sẻ mấy cái Facebook là cộng đồng, thành sự có nhiều ý kiến trái chiều. Cho nên chị, mục đích chị muốn kể một câu chuyện nào đó phải có sự thật và phải có dẫn chứng cụ thể như thế nào. Chị lấy những câu chuyện ngoài xã hội vẫn có, em nói là những câu chuyện xâm hại tình dục trẻ em trong xã hội vẫn có. Nhưng mà cái câu chuyện của chị kể logic như thế này là em không chấp nhận được. Một người cha mà để lấy con mình và nhắn tin những thế đó thì thật sự là cái câu chuyện này nó hơi quá dụ phía lên. Thật sự là câu chuyện, những cái câu chuyện mà xâm hại tình dục trẻ em loạn luân trong xã hội vẫn có, vấn đề đó là vẫn có trong xã hội chúng ta. Nhưng chị xào nấu copy lại và chị dựng thành một câu chuyện của chị để câu số lượt xem về trang cá nhân của chị khá nhiều. Cho nên trước khi chị lên một clip nào, chị phải dẫn chứng cụ thể và có những nhân vật tham gia luôn mới nói là tình tiết sự việc rất là, nói chung là cái sự việc này khá nhạy cảm trong xã hội và nó vi phạm đạo đức xã hội rất lớn, và nó vi phạm trong cái gia đình mà trong gọi là gia đạo rất lớn. Cho nên là em yêu cầu chị mai mốt chị lên một clip nào chị tâm sự phải cho thật, sự thật phải cho thật, và dẫn chứng phải cho nó rõ ràng, và có người tham gia chương trình đó nó chấp nhận lên màn hình là chúng ta chấp nhận lên đây và có người ra nói chuyện luôn. Chứ chị dẫn chứng theo ý chị, dư luận trái chiều, dư luận ngược chiều sẽ nói đổ xô rất là nhiều, và chị làm cho hoang mang dư luận rất là nhiều. Em làm một clip này để nhắc nhở chị, khi mà chị copy một câu chuyện nào đó trên trang cộng đồng, chị nên suy nghĩ cho kỹ, và chị nói là câu chuyện đó như thế nào và có sự thật chị hãy nói. Bằng những lời thị phi trắng đen chị gom xào nấu lợi, và những hình thái tin nhắn chị cũng nói ra được cũng rất là hay. Và em, khi mà chị phát biểu như vậy thì nét mặt của chị, có ánh mắt chị là toát lên một cái sự nào đó nó giả dối, nó không chân thành, không chân thật. Và em không phải lên đây để mà nó xúc phạm về chị. Đó là cảm nhận của em, và những lời nói tỏ tình của em là những lời đó tâm tình, tâm đắc của em nói ra cho chị biết. Và em xin chân thành gửi clip này đến chị Cindy Ngọc Bích nha. Các bạn nhớ chia sẻ clip này trên kênh channel của Lâm Hiền Đức. Và Lâm Hiền Đức kính chúc tất cả các bạn có buổi tối vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình.